những kinh nghiệm để kiếm được nhiều tiền từ việc chạy Grab. Điều đầu tiên đó là không vô duyên. Có nhiều ông đi chạy xe ôm công nghệ giống như là đi điều tra nhân khẩu vậy, lúc nào cũng hỏi về đời tư của người ta, như nhà em ở đâu, em tên gì, em có mấy anh chị em, rồi sau đó mình ngồi mình kể về cuộc đời của mình. Cái đó là không cần thiết nha. Tốt nhất đó là mình không nên nói cái gì hết, và khi chở khách tới mình chỉ cần nói một câu đó là cảm ơn anh chị đã sử dụng dịch vụ bên em và xin anh chị năm sau nha, là được rồi. Thứ hai đó là mình nên vệ sinh quần áo của mình sạch sẽ, với lại có mấy anh em nên khử mùi cơ thể nha, bởi vì mình chạy ngoài đường nhiều á mà có mùi, khách ngồi sau có cái mùi rất là khó chịu luôn, cái đó không có tốt, dễ bị ăn một sao á. Thứ ba đó là ưu tiên nhận những cuốc xe gần. Những cuốc xe gần tuy là không có nhiều tiền nhưng mà tỷ lệ nhận cuốc nó cao hơn, với lại là nếu mà mình chạy nhiều cuốc á thì tiền của mình cũng không có thua gì những cuốc xa đâu, với lại những cuốc xa đôi khi là không có cuốc về cho nên rất là cực. Thứ tư là không nhận cuốc vào những giờ cao điểm. Những giờ cao điểm tuy là có tăng tiền nhưng mà mình chạy vào những giờ đó rất là mệt, rất là ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, khói bụi kẹt xe, nói chung là không nên nhận nha mọi người. Cuối cùng đó là không có chạy xe nhanh nha mấy ông. Có mấy ông mà mỗi lần chở gái là thể hiện lắm, chạy nhanh leo là đánh hỏng vượt đèn đỏ cái kiểu. Mình nghĩ là không nên như vậy, cái đó không có thể hiện được gì, với lại dễ bị ăn ra một sao lắm. Nhất là chở mấy bạn nữ nha, mấy bạn nữ cực kỳ ghét mấy đứa như vậy luôn.